Vâng, em Đăng, 18 tuổi, xin kính chào tất cả quý cô bác, quý bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ khả năng thu hồi phòng, địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 032 6062 789. Ngày hôm nay, úi dồi, thối thế, chết rồi. Mới tưới ấy vào hoa, trông đẹp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Hiện tại thì em mới về một mẫu Captivan đời 2008 phiên bản số sàn máy xăng các bác nhé. Phiên bản số sàn máy xăng đời 2008, chiếc Chevrolet Captivan biển Sơn Na 02152 màu vàng cát này. Phiên bản đầy đủ túi khí phanh ABS na răng đúc, xi nhan gương tích hợp, giá lóc đầy đủ, sơn xi căng đét, máy gầm chất, điều hòa mát, máy lổ rất là êm, không hề có rung giật gì. Dòng xe 7 chỗ đời cao, giá rẻ các bác nhé. 5 chỗ nhỉ, quên, 5 cộng 2 hay là 5 chỗ thì ngó luôn. 7 chỗ các bác nhé, 5 cộng 2. Anh em có thể hạ xuống làm xe bán tải để chở đồ cũng được, hoặc anh em có thể lưng ghế lên ngồi 7 người, rất là ok. Mẫu xe 5 cộng 2 này bên em đang chào bán mức giá là 235 triệu, để cho các bác về sử dụng mà làm xe gia đình, đi tránh mưa tránh nắng, gầm cao, máy khỏe. Anh em có bác nào mà chị anh em nào, cô bác nào mà thích cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Khai Đăng ô tô qua số điện thoại 032 6062 789 ạ. Chevrolet Captivan là thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Việt Nam, đời 2008 phiên bản số sàn, có cả số tự động, có cả máy xăng và có cả máy dầu nhé. Hiện tại thì mẫu máy dầu bên em có 209 210, giá loanh quanh từ 350 đến 360. 350 đời 2010 luôn các bác nhé, còn 360 đời 209 số tự động, số sàn, số tự động các bạn. Đó, thì đây là cái mẫu xe số sàn đời 2008 máy xăng và bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng, để cho các bác về làm xe gia đình, đi lại tránh mưa tránh nắng, đăng kiểm tới tháng 5 năm 21. Đó. Mức giá này thì bên em có hỗ trợ 3 rút hồ sơ gốc và hỗ trợ đi lại cho các bác. Sơn xi rất là căng bóng sạch sẽ, trơn tru mượt mà. Máy lổ rất là êm, không hề rung giật. Tên tư nhân, có hỗ trợ 3 rút hồ sơ. Sơn xi máy gầm cực kỳ chất luôn. Tổng quan bên ngoài thì không có đâm đụng va chạm gì, nên là cái form dáng của nó rất là ok. Tất cả những đường gân gờ hay mép cửa nó đều mượt mà và đẹp, không hề có dấu tích của việc đâm đụng va chạm các bác nhé. Nên là anh em nào mà yêu thích cái dòng này, hoặc là yêu thích cái dòng xe đời cao mà form dáng nó cao như này, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 032 6062 789 để sở hữu mẫu xe mới về bên em đây ạ. Đó. Tư nhân nhé, chính chủ biển Sơn Na. Giá bên em bao rút hồ sơ gốc chỉ với 235 triệu đồng ạ. Đó. Hiện tại thì bên em về rất nhiều mẫu xe để cho các bà con lựa chọn làm xe gia đình nhé. Nên là tí em sẽ làm tổng hợp một cái video mới, toàn là xe mới về bên em thôi, để cho các bác lựa chọn đi tránh mưa tránh nắng đi lại. Còn tiền nào của đấy các bác nhé. Mẫu xe là nó đẹp, zin không đâm va, bọn em có thể cam kết cho các bác được. Còn em là tổng đại lý xe cộ rồi, tất cả những xe người dân thì luôn luôn chào bên em tốt, giá tốt mà. Mua được giá bên em sẽ tân trang lại, sửa xe lại cho nó đẹp thì để cho các bác về cứ về đi thôi. Còn nhiều anh em thích mua xe mới thì cứ mua xe mới bình thường nhé. Còn dòng xe cũ này thì vẫn có các bác quan tâm nhiều, mà rất là nhiều luôn, vì cái tài chính của mình bây giờ nó hạn hẹp. Anh em cứ cố gắng lên, mỗi người mua cố một chút, 200 thì mua cho 250, lỡ một tí rồi giả dần nha. Yeah. Nhưng bên em thì không có hỗ trợ trả góp, nên bà con nào mà có vay nợ ở đâu thì cứ vay nhá. Rất là đẹp. Đây là một chiếc xe đời cao, đời gầm cao, đời tương đối trung bình, đời 2008 tư nhân. Đây các bác nhìn này. Úi giời, có cái kết nối cả cái gì, cả rô wifi hay sao ấy, xe này có trang bị cả rô wifi luôn. Xe có những cái gì thì bọn em để lại cái đấy cần phục vụ các bác nhé, không hề có giấu đi đâu ạ. Vẫn ngon, ui con này ngon lắm, trần nỉ nguyên bản này, ghế bọc da đẹp sạch sẽ, đẹp luôn. Số sàn, vô lăng, cụ số, tích hợp túi khí, phanh ABS đầy đủ hết các bác nhé. Gương kính chỉnh điện, keo chỉ zin không đâm đụng ngập nước. Đó. Với mức giá 235 triệu đồng thì các bác sẽ được sở hữu mẫu xe đẹp như này đây. Anh em nhìn đây, keo chỉ zin toàn bộ, không hề có đâm đụng tai nạn gì. Máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất đẹp. Úi dồi ôi, tuột mẹ cái nhựa ra đây. Đây chúng ta hãy cùng kiểm tra cái phần nóc của nó này. Các bác nhìn thấy không? Zin hết nhé. Sơn xi rất là ngon, đẹp.
Đó. Bộ ghế da này nguyên bản, trần nỉ nguyên bản. Ghế da này không biết bọc lại chưa nhưng mà đẹp lắm, sạch sẽ. Đây, không hề có mục mọt gì, dòng xe có thương hiệu của Mỹ mà. Nên cái chất lượng tôn vỏ nó rất là tốt. Đây bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga này cũng không có mòn, đẹp luôn. À, chiếc này thì bản đủ có cả ghế điện nhé các bác nhé. Ghế điện này sẽ hỗ trợ các bà con sẽ đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Gương chỉnh điện cục xòe, xi nhan gương tích hợp. Đấy. Xem sẽ quay kỹ cho các bác bốn cánh cửa để bà con tiện theo dõi này. Đây. Nó nội thất rất là tươm tất, sạch sẽ. Zin không đâm va tai nạn. Đây. Lốp rất là to đẹp luôn. Đó, các bác nhìn đi. Rất là sạch đẹp. Túi khí sẽ ở đây nhé. Cái này thì không biết là wifi hay cái gì đây mà anh em để đây sẵn rồi. Chắc là row wifi đấy. Xe sẽ được trang bị wifi hay sao ấy. Đầy đủ cột kèo nguyên zin nhé, không hề có đâm đụng gì. Đây. Bóc trực tiếp trên livestream này cho bà con cùng xem này. Sơn xi máy gầm đều đẹp. Máy nổ rất êm nhé. Hiện tại từ lúc quay đến giờ em đã đang nổ máy đấy. Test thử cho bà con này, tiếng máy nổ rất êm, không hề có tiếng động nào, không có rung giật, không có quạt kẹt gì cả. Nên là khá là ok. Với cái tầm tiền mà bà con đang sở hữu là nó chỉ rơi vào khuôn tầm 235 triệu, có hỗ trợ rút hồ sơ gốc thì nó rất là rẻ. Mà được chiếc xe gầm cao đầy thoảng, form dáng rất là ok và nó trông có vẻ rất là sang trọng nhé. Đây. Đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe máy xăng đời 2008. Máy lổ rất là êm, dòng máy dầu nó sẽ lổ to hơn một chút. Nhưng mà dầu nó tiết kiệm hơn một chút. Máy xăng cái dòng này động cơ 2.4 nhé các bác nhé. Thì nó tầm khuôn 11-12 lít trên 100 km. Đấy là chuẩn để cho các bác tham khảo. Nếu anh em đi ngoài đường đồng bằng nữa thì 10 lít trên 100 km. Đó đây, thì cái phần đầu răng hắt xi của nó còn zin hết đấy. Anh em đi trong phố thì sẽ tốn hơn một chút. Nhưng nó đổi lại được cái form dáng đời cao hơn, đẹp hơn, tôn vỏ đẹp hơn. Mẫu xe sang trọng hơn, đẳng cấp hơn. Đấy. Thì nói chung là cái xe to thì nó phải mang cái máy chấm to là cái điều hiển nhiên rồi. Không có gì phải bàn cãi cả. Anh em nào muốn tiết kiệm xăng thì anh em có thể đi Kia Morning. Đúng ạ. Đấy, đây thì cái phần khóa máy hoạt động rất là êm và trơn tru nhé. Không có chảy dầu. Máy thì đã làm rồi. Đấy, không có ngại gì mà nói cho bà con cả. Và khô ráo thoáng đãng, không hề có chảy dầu. Bình ắc quy to, tai đèn đầu răng sắt xi đều nguyên zin hết, không hề có đâm đụng tai nạn. Máy lổ rất là êm, không rung giật. Nó gần như là không lỗ nhỏ. Cam kết cho bà con cô bác. Thưa bà con cô bác anh chị nào mà yêu thích mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đó, hiện tại thì bên em về khá là nhiều những mẫu xe khác nhau để cho bà con cùng lựa chọn làm xe gia đình. Sau đó thì em có một mẫu đằng sau kia cũng ống biển sơn na các bác nhé, máy màu bạc. Có hai màu để cho bà con lựa chọn, một màu bạc và một màu vàng cát. Chiếc đằng sau kia em cũng xin phép được lên sóng báo giá review luôn cho bà con để bà con tiện theo dõi. Anh em nào mà muốn quan tâm đến những cái những cái hình ảnh của chi tiết của chiếc xe thì có thể liên hệ trực tiếp với Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Ngoài ra bên em còn rất là nhiều những mẫu như Innova này. Đó, một chiếc Innova vào màu cát, một chiếc Innova màu bạc đời 2012 và đời 2013. Các bác nhé. Chiếc này chắc đời 2013 này. Form mới rồi, lên form mới rồi. Đời 2012 form mới sao vậy? Đây đời 2013. Đấy, biển Nam Định tên tư nhân màu vàng cát. Các bạn, rất là đẹp. Và bên em đang chờ bán với mức giá là 378 triệu đồng. Còn đây là một chiếc nữa, cũng Innova màu bạc. Để các bác lựa chọn, anh em nào có thể làm xe gia đình hoặc là xe dịch vụ, cứ liên hệ trực tiếp với Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Em đây xem. Các bác nào muốn quan tâm thì cứ phải đăng ký kênh cho Khả Năng rồi. Mỗi xe nào về thì em đều review cho mọi người luôn. À, đây là chiếc xe đời 2013 số tự động với mức giá là 398 triệu đồng. Thôi như vậy thì em đang xin chào tất cả mọi người. Xin chào lại mọi người trong clip tiếp theo.